Đấy. Khi mà mình cắt tỉa mà gọi là cắt xong á, thì mình sẽ cắt xong thì khoảng 7 ngày sau, không tới 7 ngày mà cắt xong khoảng 2 ngày, 2 ngày sau mình sẽ bón phân. Bón phân thì mình sẽ đi phân hữu cơ, phân hóa học. Phân hóa học ở đây mình sẽ sử dụng NPK, cái tỷ lệ đạm cao, tỷ lệ đạm khoảng 30, tỷ lệ đạm lân kali thì có thể là 3:1:1 hoặc là 2:1:1 cộng với một số phân chung vi lượng. Hay đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em và bà con một số phân, có rất là nhiều phân trên thị trường và có thể lựa chọn ha, nhưng mà phân vẫn đảm bảo cái tỷ lệ này thì cây nó mới ra đọt thì tốt. Ở đây thì tôi sẽ giới thiệu thị phạm một số phân thôi, ví dụ xài phân của anh test 20 10 10. Đấy. À, một số anh em hỏi là liều lượng bón một cây bao nhiêu thì trả lời luôn là nửa ký một cây ha, nửa ký một cây mới đủ hay bà con, nửa ký một cây một gốc. Đó. Mình có thể xài phân là 30, 20, 10, 10 hoặc là NPK của đầu trâu bình điện, NPK 3 số 16. Đấy. Những cái phân này rất là dễ tan, phân này có TE nữa, hoặc là phân, tuy nhiên cái phân NPK mà 3 số 16 này cần phải trộn thêm ure cho nó thì nó mới đảm bảo là cái tỷ lệ đạm nó cao. Ngoài ra thì có thể xài 20 15 bình thường. Đấy. 20 20 15. Hoặc là có một số phân mà phân nhập á, một bao 25 kg á, thì thấy cũng cũng xài cũng khá tốt. Là NPK, NPK 30 đúng tỷ lệ luôn. 30 99, bao này 25 kg thôi. Rồi NPK 30 10 10 luôn. 30 10 10. Cái phân này là tôi nhớ không lầm là cái phân này có tên là Gasoni. Đấy. 20 15 này cũng có cái phân Gasoni luôn. Cái phân này rất là dễ tan. Và con có thể liên hệ với một số cái đại lý vật tư nông nghiệp để mà mua ha, gửi cho xanh cho cái vườn chanh của mình. Đấy. Ở cái phần phân hóa học này bà con cần lưu ý là cần phải bón thêm cái phân vi lượng nữa, tức là mình chọn thêm cái phân vi lượng nữa ngoài những cái phân này á. Những cái phân này là mình chọn một trong bốn cái loại phân này thôi ha, chứ không phải mình gãi cái bốn loại phân này luôn là tốn tiền dữ lắm ạ. Thì mình sẽ tăng cường thêm một số cái phân vi lượng nữa, chẳng hạn giới thiệu cho bà con luôn là cái phân Yara nitrat bo. Cái phân này mình xài giai đoạn này nhiều ha. Đấy, cái phần này thì gần cuối cái mình sẽ có một cái clip, tôi sẽ có một cái clip để mà up mấy cái hình này lên cho bà con thấy cái hình phân này. Thì giờ ở đây mình tạm thời mình giới thiệu trước thôi. Phân Yara Nitrate này nó sẽ có cái, à nói nhiều quá người ta nói mình quảng cáo mấy cái phân này nữa cũng mệt. À, nhưng mà cái phân này tốt ha. Yara Mila Complex. À, cái phần này là vi lượng nhiều lắm ha, cái phần này đặc biệt là nó có cái magie đó. Thì có thể mình trộn hai cái phần này kết hợp với cái một trong bốn phần này để mình gãy cái giai đoạn chuẩn bị này trong vòng 4 tháng. Ok, thì mình tóm lại á, ở bước thứ nhất mình sẽ làm hai việc. Việc đầu tiên là mình sẽ cắt tỉa. Đấy, cắt tỉa thì có hướng dẫn một số clip mà anh em và bà con có thể coi nha.